Đàn ông có máu cờ bạc, nhìn năm chỗ này là biết ngay, chớ dại mà cưới làm chồng. Cờ bạc là bác thằng Bần, hậu quả của nó vô cùng nghiêm trọng, ảnh hưởng tới tiền bạc, sức khỏe và thậm chí là hạnh phúc gia đình. Vậy thông qua tướng số, làm sao để nhận biết đâu là người có máu cờ bạc đỏ đen, đam mê cờ bạc đến tận xương tủy để tránh cưới làm chồng? Đàn ông có khuôn mặt hình chữ viên. Đàn ông có khuôn mặt hình chữ viên thường là dáng mập, mắt, tai, tay hay là chân đều tròn, người đẫy đà, sắc mặt trắng, xen hồng hoặc là đen. Họ thích cờ bạc, rượu chè, thích hưởng thụ và là thuộc mẫu người chủ nghĩa vật chất, nhưng dã tâm của họ lại không lớn. Những người này thích náo nhiệt, nói năng lớn tiếng, làm việc thiếu chính kiến, lười biếng và thích chiếm đoạt những lợi ích vụn vặt. Đàn ông có đầu to tròn, không có góc cạnh. Đây là mẫu đàn ông thích hưởng thụ, thích đàn đúm ăn chơi, thích la cà quán xá và rất đam mê đánh bạc, những trò đỏ đen và may mắn. Đàn ông có mặt quắt, tai rơi, mắt một mí. Người đàn ông có mặt quắt, tai rơi, mắt một mí khi đi kén rể thường không được các cụ trân quý. Vì quan niệm nam giới sở hữu những tướng này thì thường là không làm nên chuyện hoặc là ăn bám vợ con. Nhân tướng học cho rằng đàn ông mà mắt một mí, cộng thêm má hóp, tai rơi, chỉ biết rượu chè, cờ bạc, không tu chí làm ăn nên người vợ sẽ rất khổ. Đàn ông có đầu mũi nhọn và lỗ mũi lộ. Đàn ông có đầu mũi nhọn và lỗ mũi lộ biểu thị người thích đánh bạc. Nếu như sống mũi mà có đốt thì tinh khí nóng nảy, dễ xảy ra tranh chấp với người khác, thậm chí là còn ra tay đánh phụ nữ. Đàn ông có ngón áp út dài và nhọn. Đây là tướng người ham mê cờ bạc. Tuy nhiên họ không phải vì tham tiền mà là theo đuổi cảm giác công kích với bản tính không hề chịu thua ai. Đàn ông có tai chuột. Theo tướng số, người đàn ông sở hữu đôi tai chuột là chủ phá tài và lười lao động. Người này phá sạch sản nghiệp của ông bà tổ tiên, cờ bạc đến mức bán đi vợ con cũng không hối hận. Tai chuột là trộm cắp nghèo khó suốt đời, có khi chết trong lao tù. Chỉ đường hôn nhân trong lòng bàn tay. Đường hôn nhân trên lòng bàn tay nếu như hướng xuống dưới thì biểu thị người đàn ông đó nghiện cờ bạc và dùng ma túy, họa hoạn đến vợ con. Trên đây là những thông tin tổng hợp về bói tướng đàn ông để luận số mệnh, đoán tính cách và tương lai của con người. Tuy nhiên kết quả này chỉ mang tính chất tham khảo. Bạn không nên quá lo lắng nếu như tướng không tốt, không đẹp. Cần nghĩ rằng mọi sự là tùy duyên. Mỗi người nếu như có sự cố gắng và tự hoàn thiện bản thân, hành thiện tích đức để thay đổi số mệnh của mình. Cảm ơn các bạn đã cùng lắng nghe kênh Hướng Dương Xanh. Đừng quên nhấn đăng ký kênh ủng hộ cho chúng tôi các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.